Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ làm video về kỷ niệm kênh mình đạt được cột mốc 3.000 người đăng ký. Yeah, chúng ta cùng đi vào chuyên mục Q&A nào. Câu hỏi đầu tiên cho video này đó chính là có cách nào thoát ra khỏi The Bike Room không? Câu hỏi này khá phổ biến, thì để mình giải thích. The Bike Room không có một lối thoát cụ thể, dường như tất cả đều dựa vào ngẫu nhiên. Và việc bạn thoát ra được hay không chỉ là vấn đề thời gian, nhưng quan trọng là bạn có khả năng sống sót trong khoảng thời gian đó không. Có thể đến một thời điểm ngẫu nhiên nào đó, bạn bị dịch chuyển trở lại thế giới thực, hoặc là bạn ngẫu nhiên tương tác với một thứ gì đó khiến bạn trở lại thế giới thực. Đó chính là câu trả lời của mình. Đến với câu hỏi tiếp theo, anh ơi anh có bị gay không? Không hiểu sao vẫn có một vài bạn hỏi mình câu này, thì để mình nói thẳng luôn là mình không gay, mình thẳng nhá. Đến với câu hỏi tiếp theo, The Bike Room có thật không anh? Cơ bản thì The Bike Room có thật, nhưng nó chỉ ở dạng câu chuyện. Ý mình ở đây là sao? Có nghĩa là những câu chuyện được kể lại. Chắc chắn có một số người đã kể lại trải nghiệm của mình, thế nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện được kể lại. Vậy nên The Bike Room không tồn tại, nó chỉ tồn tại ở dạng nhận thức, ở dạng câu chuyện được kể lại mà thôi. Entity nào hiền nhất? Câu hỏi này khá hay, thì để mình trả lời. Danh hiệu entity hiền nhất chắc chắn được nhận về Mr. Freeman. Lý do tại sao? Vì entity này là một con người bình thường, là một thầy giáo bình thường trong một căn phòng học bình thường. Tất cả những gì ông ta làm là đứng đó và giảng dạy, kể cả khi ở đó không có ai. Lời khuyên ở đây là các bạn nên đến lớp học của ông ấy, chắc chắn các bạn sẽ học được một thứ gì đó. Việc gây hại cho ông ta cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến các bạn, bởi vì ông ta cũng chỉ là một con người bình thường. Vậy nên chắc chắn, danh hiệu entity hiền nhất chắc chắn sẽ dành cho ông ấy. Đến với câu hỏi tiếp theo nào. Anh có ý định làm về SCP không anh? Thứ nhất, bạn viết sai chính tả kìa, hai chỗ luôn. Thứ hai là mình không có ý định làm về SCP. Kênh này chỉ làm về The Bike Room, chứ không phải là SCP. Vậy nên, nếu bạn thích SCP thì các bạn có thể lên những kênh khác mà xem. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Anh biết The Bike Room từ khi nào? Anh bao nhiêu tuổi? Mình sẽ trả lời từng câu một. Với câu hỏi thứ nhất thì mình biết The Bike Room từ tầm khoảng đầu năm 2021. Và đó là khoảng thời gian mà mình đã thực sự là có hứng thú với The Bike Room. Còn về câu hỏi thứ hai thì mình sẽ không trả lời. Mình quên chưa nói, bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến danh tính thực sự của mình, địa chỉ, tên tuổi các thứ thì mình sẽ không bao giờ trả lời, bởi vì chưa phải lúc để mình trả lời. Đến với câu hỏi tiếp theo nào. Anh bao nhiêu tuổi vậy ạ? Ad chỉ làm YouTube một mình hay có thêm nhiều người hỗ trợ nữa? Câu hỏi đầu tiên thì như mình nói ở trên, mình sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến danh tính của mình. Chỉ là chưa phải lúc để mình tiết lộ nó thôi. Còn về phần câu hỏi thứ hai, mình làm YouTube một mình, mọi thứ từ viết kịch bản, ghi âm, edit, các thứ đều là do mình tự làm hết cả. Không có bất kỳ người nào hỗ trợ mình cả. Cho em hỏi là The Bike Room có bao nhiêu thực thể vậy? Hiện tại trên wiki thì đã ghi nhận được tầm khoảng hơn 200 thực thể nha em. Họ và tên, ngày sinh và nơi sinh, điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến The Fun War 2 diễn ra trên Level Fun? Liệu cuộc chiến ấy con người có hợp tác với Party Pooper để tiêu diệt Party Goer hay không? Bao lâu nữa thì kênh được 30k sub? Với câu hỏi đầu tiên thì mình đã nói ở trên. Với câu hỏi thứ hai thì chắc chắn trận chiến ấy sẽ không bao giờ xảy ra, vì Party Pooper đã được cho là hoàn toàn tuyệt chủng, nên chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bao lâu nữa thì kênh được 30k sub thì mình chịu, bởi vì là cái đấy là vấn đề thời gian. Khi một người bị noclip tại một vị trí đến được The Bike Room, vậy nếu một người khác đi vào vị trí noclip của người đó thì người đó có bị noclip hay không, hay đó chỉ là đường một chiều? Bạn hỏi một câu cực kỳ hay. Nó có lẽ liên quan đến một số định lý khác nhau, thế nhưng về cơ bản thì nó có thể là đường một chiều hoặc đường hai chiều, bởi vì mọi thứ đều ngẫu nhiên cả. Bạn bị rơi vào Bike Room thông qua một cánh cửa, nhưng không có nghĩa là bạn của bạn sẽ rơi vào The Bike Room thông qua cùng một cánh cửa đó. Vậy nên nếu bạn có hỏi về những câu thế này thì bạn nên nhớ rằng The Bike Room rất ngẫu nhiên. Bạn có thể rơi vào đó một cách ngẫu nhiên từ khi nào mà bạn không biết. Kể cả khi bạn có cố ý đi tìm nó thì sau cùng việc bạn rơi vào vẫn chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi. Vậy nên đến câu hỏi tiếp theo, thực thể nào mạnh nhất The Bike Room? Hiện tại thì mình vẫn chưa rõ thực thể nào mạnh nhất The Bike Room nhé. Bởi vì là trên tài liệu của các thực thể có ghi rằng chúng nguy hiểm, thế nhưng không ghi rõ rằng mức độ nguy hiểm của chúng như thế nào. Tại sao Party Pooper lại kêu gọi con người chống lại Party Goer, trong khi Party Goer có thể biến người thành nó chỉ bằng một cú chạm?
Nghe này, nếu bạn xem kỹ video của mình thì mình chưa từng nói rằng Party Pooper kêu gọi con người chống lại Party Goer cả, mà chính Party Goer mới là người kêu gọi con người chống lại Party Pooper. Bởi vì đó rõ ràng là một cuộc chiến nội bộ, nó sẽ là một cuộc chiến sòng phẳng nếu chỉ Party Pooper và Party Goer đấu với nhau thôi. Có cách nào để phá hủy một level trong The Backroom? Cái này thì mình chịu. Đối với câu hỏi thứ 4, nếu bạn đến The Backroom thông qua giấc mơ thì nó sẽ chỉ là The Backroom thôi, không có Middle Room nào cả. Và cộng thêm việc trong tài liệu của Backroom cũng không có đề cập những thứ gì liên quan đến Middle Room cả. Có tổng cộng bao nhiêu level trong The Backroom? Hiện tại thì chỉ có hơn 1.000 level. Em muốn trả lời lý do vì sao anh lập kênh Backroom Việt Nam. Mình lập kênh Backroom Việt Nam vì đam mê của mình dành cho The Backroom. Liệu các entity trong một level trong The Backroom giết hại lẫn nhau hay không? Cơ bản là chuyện này là có thể xảy ra, dù việc các bạn nhìn thấy một thực thể đánh nhau với một thực thể khác là khá hiếm. Ad có thể chơi game về The Backroom được không? Anh có thể làm video dài hơn được không? Tầm khoảng 15 phút đến 25 phút. Anh có thể làm một số nội dung khác ngoài thực thể, vật phẩm, tổ chức và level không? Ví dụ như các mẩu chuyện. Với câu hỏi đầu tiên thì về phần chơi game thì mình sẽ cân nhắc. Câu hỏi thứ hai, cái điều mà mình lo sợ nhất về những video dài đó chính là nó không có khả năng giữ chân người xem. Nếu người xem chán thì họ có thể bỏ đi một cách dễ dàng. Vậy nên đó là lý do mình làm video dài rất ít, vì mình thấy rằng việc video dài ít có khả năng giữ chân người xem. Với câu hỏi thứ ba thì mình cứ làm theo kiểu chính thống trước, cho đến khi nào mình đạt được một cột mốc người đăng ký nhất định thì mình sẽ làm sâu hơn về Backroom thêm chút nữa. Đến với câu hỏi tiếp theo, tại sao anh lại làm về The Backroom và cảm hứng của anh? Anh đã bao giờ thử noclip đến The Backroom chưa? Với câu hỏi đầu tiên thì như mình nói, mình làm tất cả là vì đam mê, chứ không phải một mục tiêu nào đó sâu xa. Còn với câu hỏi thứ hai thì mình sẽ không bao giờ cố gắng đến The Backroom vì nó có thể gây ra nhiều hệ lụy. Các bạn không thể nghĩ đến những hệ lụy của nó khi các bạn rời khỏi thế giới thực đấy đâu. Đến với câu hỏi tiếp theo, thực thể số 68, chính xác là 67 thì đúng hơn, Party Goer có phải thực thể mạnh nhất không? Về cơ bản, nếu theo mình suy đoán thì Party Goer vẫn chưa phải là thực thể mạnh nhất. Dù chúng rất thông minh, có một cái đầu lạnh và có một khả năng đặc biệt trời phú, thế nhưng chúng lại có một nhược điểm có lẽ phải nói là chí mạng nhất trong tất cả các thực thể, đó chính là tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển của chúng được cho là khá chậm thay vì là nhanh. Vậy nên chắc chắn là nó không phải mạnh nhất. Dù mình vẫn chưa biết được rằng thực thể mạnh nhất trong The Backroom là gì, thế nhưng mình có thể chắc chắn rằng Party Goer vẫn chưa phải là thực thể mạnh nhất. Cho em hỏi là có bao nhiêu level âm trong The Backroom? Hiện tại trên wiki thì đang có tổng cộng 10 level âm trong The Backroom nha em. Câu hỏi tiếp theo, sao thực thể số 56 trên The Backroom Wiki ghi là không có? Vậy đó là không có hay đó là thực thể khiến chúng ta nghĩ là không có rồi sẽ giết chúng ta? Câu hỏi thứ hai, Entities 180 có liên quan gì tới Entities 7 không? Được rồi, mình sẽ trả lời. Với câu hỏi thứ nhất thì mình vẫn đang cố gắng và tìm hiểu từng chi tiết của thực thể số 56 này. Và nếu các bạn muốn làm thì các bạn có thể recommend cho mình. Với câu hỏi thứ hai thì thực thể số 180 có liên quan đến thực thể số 7. Thế nhưng hai thực thể này lại là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Nó giống như kiểu là ghét nhau như mèo và chuột ấy. Hai đối thủ song phẳng với nhau. Và giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của video. Mình biết là còn rất rất nhiều câu hỏi để mình trả lời. Thế nhưng mình không có quá nhiều thời gian. Thế nên có lẽ là chỉ đến đây thôi. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, anh tên đầy đủ là gì? Câu hỏi thứ hai, anh bao nhiêu tuổi? Động lực nào giúp anh làm video? Tại sao anh lại có ý tưởng về làm The Backroom? Anh có làm cùng ai không? Anh có dự định gì mới cho kênh không? Anh làm YouTube từ khi nào và đã làm những việc nào khác rồi? Anh có muốn làm thêm về SCP không? Anh có mong muốn trong năm nay kênh mình được bao nhiêu sub? Nếu anh đã làm hết được tất cả về The Backroom rồi thì anh có muốn viết tiếp thêm nhiều level nữa không? Hay là ngừng kênh? Vậy nên mình sẽ trả lời từng câu một. Với câu hỏi thứ nhất và thứ hai thì mình đã nói là mình sẽ không trả lời những câu hỏi có phần riêng tư. Với câu hỏi thứ ba thì động lực giúp mình làm video là các bạn đấy. Bởi vì cái việc mà trò chuyện với fan trên YouTube đối với mình cũng khá là xa xỉ rồi. Tại sao anh lại có ý tưởng làm về The Backroom? Bởi vì mình yêu thích nó. Mình có một niềm đam mê dành cho The Backroom. Anh có dự định làm cùng ai khác không? Không, mình sẽ tự lực cánh sinh. Mình sẽ tự lực trên con đường của chính bản thân mình, không nhờ đến một ai hết.
Với câu hỏi thứ 7 thì chính xác thì mình đã làm YouTube từ tầm khoảng mấy năm trước, tầm khoảng năm 2018. Nhưng năm đấy, cái thời đấy là thời trẻ trâu, mình kiểu nó mới vào làm YouTube nên mình cũng chả biết. Tất nhiên là kênh đấy cũng bị xóa rồi, mà cũng từ đó mình cũng ngộ ra được nhiều bài học khác nhau, và đến bây giờ mình đã quay trở lại làm YouTube. Với câu hỏi thứ 8 thì mình sẽ không có ý định làm thêm về SCP đâu, vì mình không có hiểu biết quá nhiều về nó. Với câu hỏi thứ 9 thì chỉ cần trong năm nay, năm 2021 hết, thì mình chỉ cần hơn 3.000 sub là đủ rồi. Nếu anh đã làm hết tất cả về The Bike Room rồi thì anh còn muốn viết tiếp về nhiều level nữa không, hay là ngừng kênh? Nếu mình đã làm hết rồi thì đó sẽ là một câu chuyện cực kỳ xa. Và đến lúc đấy có lẽ sẽ là lúc mình nghỉ ngơi, không làm YouTube nữa. Nhưng mà còn lâu lắm bạn, vì thời lượng của video cũng khá dài rồi, cộng thêm việc hiện tại thì mình đang đau họng. Vậy nên là cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành. Đồng thời đó chính là mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã đăng ký kênh của mình nhé. Mong các bạn có thể gắn bó với mình trong những thời gian sau. Có lẽ là những thời gian sau cái việc làm YouTube của mình nó sẽ khó khăn hơn, vậy nên hãy luôn ủng hộ mình nhé.